Vâng, xin chào các bác nhá. Đây là một đôi loa. Ngày hôm nay em sẽ test chất âm cũng như là em đã vệ sinh xong và gửi cho một bác khách hàng ở trên An Khánh, Hà Nội. Bác đã đặt em chiếc cặp loa này có mấy ngày hôm nay rồi, nhưng mà em chưa có vệ sinh được và cũng chưa test được chất âm cho các bác. Thì hôm nay em sẽ test chất âm và em gửi cho các bác. Và em chỉ có test với chiếc đẩy thôi các bác nhé, vì là đấu nối em cũng ngại lắm, cầu kỳ lắm, nó phức tạp mà em cũng làm rất bận, em không làm được. Đây em đưa tín hiệu từ cái điện thoại vào đây, em đánh mỗi cái đẩy không các bác nhé. Đấy. Và chỉ là test cho các bác biết là loa nó chạy hoàn hảo thôi. Bao zin bao xịn và đẹp, loa thì loa của anh rồi, không phải nghĩ rồi. Dòng này thì các bác cực hiếm thấy trên thị trường và em đã làm video trong video trước rồi. Và cái video này là video em test cho bác khách và em sẽ gửi đi đôi loa cho bác. Và nó cũng là một video chỉ test đôi loa này gửi đi thôi các bác nhé. Các bác muốn tham khảo những cái dòng loa Mỹ, những cái dòng loa mà nó hiếm thấy trên thị trường, hoặc là những cái dòng loa mà chất lượng tốt mà các bác cũng rất là khó tìm, thì các bác hãy liên hệ với em qua kênh Hùng JBL Chí Linh Hải Dương các bác nhé. Đây là những dòng sản phẩm mà em luôn luôn tìm kiếm ra để mang về cho các bác sử dụng, cũng là cung cấp cho các bác những cái dòng loa rất là chất mà các bác sẽ được thấy trong những video của em. Nếu như các bác không muốn bỏ lỡ cơ hội thì các bác hãy đăng ký kênh và các bác tham khảo những sản phẩm như thế này. Và đây là cặp loa của anh, bát 30, một bát và một tép còi các bác nhé, tép còi 44, siêu tép còi 44 của anh Quốc Xịn. Đây, nói thì phải có dẫn chứng cho bác thấy. Đó, bác thấy. Đấy, loa của anh Xịn. Cái này là cái bằng bằng nhôm đúng không nhá. Tất cả sơ đồ nó ghi ở đây rất rõ ràng. Và rắc này thì nó những cái dòng loa đời trước, đời sâu thì nó sẽ làm như thế này. Và đây là dòng loa trình diễn chuyên nghiệp để ca hát các bác nhé, chứ không phải là cái dòng loa để đánh sự kiện ở ngoài trời. Và đây là một đôi calip của Mỹ, bát 30. Đấy. Dòng calip xịn này của các bác, đã xem những dòng loa nghe nhạc của calip thì các bác biết rồi, thương hiệu calip nó rất là nổi tiếng. Và những cái dòng loa nghe nhạc hoặc là những cái dòng loa sân khấu lớn cũng rất là nhiều. Con này thì bát 30 và từ 20, bát đường kính 30 từ 20 và côn nó chắc 75, ba đường tiếng, một chung kèn và một tép kèn thôi nhá. Đấy, đây thương hiệu calip. Em có một đôi và đôi loa anh này đã có chủ. Còn đôi calip kia tí nữa em sẽ làm video mở ruột cho các bác xem. Đây là một đôi lem của Ý, ba đường tiếng. Dòng này thì nó xứng với lại những cái dòng như là loa JBL 835, 935. Đó, những dòng ba loa ba đường tiếng như vậy các bác nhé. Và em còn một số đôi nữa thì ở đây em mới mang ra vệ sinh được ở đây bằng đây đôi thì em sẽ làm cho các bác xem. Và phía bên đây còn một đôi loa bát neo và tem leo. Đôi này cũng rất là đẳng cấp. Đôi này thì các bác vừa nào mà vỡ được thì các bác chơi thì quá tuyệt vời. Các bác nhớ theo dõi video và theo dõi kênh thì em sẽ mở hết những cái loa này ra cho các bác xem. Và lát nữa em sẽ test cặp loa toa kia nữa cho các bác nghe nhé. Và em test những cái cặp loa Mỹ ở đây thì hoặc những cái dòng loa thương hiệu và những cái dòng loa chuẩn, loa đẹp thì em chỉ có test mỗi cái đẩy không cho các bác nghe. Đó. Em test một cái con đẩy 4 kênh nhỏ nhỏ đây, với công suất chỉ có 300W một kênh thôi nhé, 4.300W một kênh thôi. Đây là cái mã của cái con đẩy này, và con đẩy này nó chạy tới, nó chỉ có chạy qua 20 sò. Đấy, và bù áp thêm 8 con nữa, 4 kênh này chỉ đạt được khoảng 300W một kênh. Và em sẽ test chất âm mộc với cặp loa kia và gửi cho khách hàng. Các bác quan tâm thì hãy nhớ bấm vào đăng ký kênh và ủng hộ kênh của em. Em thì làm video rất là ngắn gọn và cũng không quá dài dòng về những cái vấn đề kỹ thuật các bác nhé. Đấy, nếu mà khi bán hàng thì không cần phải nói nhiều về kỹ thuật quá, mà chỉ giới thiệu những cái sản phẩm thôi. Còn nó cái video nào hướng dẫn hoặc là chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái điều mà cần phải chia sẻ kỹ thuật thì em sẽ làm video riêng các bác nhé. Còn những cái video mà em quay những cái dòng sản phẩm như thế này thì các bác lưu ý là chỉ có những sản phẩm này để bán thôi. Thế còn những cái phần lúc mà em làm video để chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái kỹ thuật mà em biết thì các bác không lên hỏi là cái sản phẩm ở trong cái video đấy em có bán không, bởi vì cái video đấy chỉ là video kỹ thuật thôi. Và bây giờ em xin mời các bác cùng nghe và em sẽ test một bản nhạc karaoke và không có lời các bác nhé. Đấy, lấy chất âm mộc em lấy từ cái chiếc điện thoại này.
đưa bằng dây bông sen vào vào cái đáy kia và em đưa ra ngoài. Mời các bác cùng nghe. Em sẽ test từng quả một cho bác nhé. Và trước mặt các bác là đôi HH Electrolux của Anh. Và bây giờ em mở kênh thứ nhất là một quả. Xin mời bác cùng nghe. Đây là kênh thứ nhất. Đấy, và em tắt đi kênh thứ hai này. Và để minh chứng cho cái điều mà em đang sử dụng con đẩy và em đánh vào cái đôi loa kia, em xin mời các bác cùng lần theo cái đường dây này ra và tới cái loa. Vì trong khi em làm video để mà test những sản phẩm này, có rất nhiều những bác mà vô công rồi nghề, không có việc gì làm thì hay soi mói hay bới móc, nghe chất âm thế nọ, chất âm thế chai. Thưa các bác rằng là em test ở trên đây là test sản phẩm cho nó sống, để nghe cho nó thấy tiếng âm và bao zin bao chuẩn những sản phẩm trước mắt các bác và chuẩn bị gửi cho các bác. Còn những bác nào mà không phải là khách hàng của những đôi loa này thì cũng không nên đánh giá về chất âm hay đánh giá về mọi cái vấn đề kỹ thuật, bởi vì các bác chưa mắt thấy tai nghe. Không phải là của đôi loa của các bác mà các bác chưa hiểu về cái đôi loa mà các bác đang muốn mua. Bởi vì những khách hàng người ta đã hiểu về đôi loa này và người ta đã chơi những cái hàng cao cấp, những cái hàng Tây, thì người ta sẽ mở vào nội thất em đã quay rồi và người ta chốt đôi loa này, thì người ta sẽ hiểu cái đôi loa này như thế nào và người ta hiểu là cái hàng này có nghe được không, có dùng được không. Đấy là cái nhu cầu sử dụng của khách hàng của người ta các bác nhé. Thế còn những bác nào không có nhu cầu hoặc các bác nào chưa hiểu những cái dòng loa như thế này, tốt nhất các bác không bỏ tiền ra mua những cái sản phẩm này về làm gì. Vừa mất tiền oan mà vừa phá hỏng cái loa này ra các bác. Những cái loa như thế này nó không phải là dễ sửa chữa, mà nó cũng không phải là dễ kiếm trên thị trường, nó cũng không phải là dễ chơi các bác nhé. Nó không phải là dễ chơi đâu. Vì các bác nào mà chơi chuyên về đồ Tây, các bác sẽ hiểu và các bác sẽ có kỹ thuật, các bác chơi những cái đồ này rất là tốt và người ta sẽ mua. Đấy, mà những sản phẩm này mà những người như vậy người ta mua, những khách hàng như vậy người ta mua, thì người ta chỉ cần nhìn vào sản phẩm thực tế và người ta test cho nó sống và bao zin bao chuẩn là ok các bác nhé. Còn những bác bảo là những ví dụ chẳng hạn em nói đôi này nó mười mấy triệu, các bác bảo nếu mười mấy triệu này mà mua cái loa Trung Quốc mỗi một đôi chỉ có 5 triệu thôi, mà mười mấy triệu các bác mua được 5 đôi, các bác đánh banh lóc nhà, cái banh lóc nhà của các bác đấy là cái chuồng gà nó mới banh lên được. Chứ còn nếu như mà ở trong phòng, những cái phòng cao cấp thì người ta không cần phải đánh banh lóc nhà, mà người ta cần cái chất âm, người ta cần cái sản phẩm đấy nó đưa ra cái chất âm như thế nào và người ta phối ghép với những cái gì của người ta đang có. Đấy, nhu cầu của người ta sử dụng, người ta cần người ta mua nhé các bác nhé. Còn các bác nào mà không có nhu cầu, chưa sử dụng những cái loại như thế này, các bác không nên mua và em cũng không tư vấn cho các bác mua. Nếu như các bác mua, các bác chỉ cần alo cho em, các bác nói là các nhu cầu sử dụng của các bác như thế nào, em đã biết là các bác có thể dùng được cái loa hay không. Các bác không dùng được, các bác có tiền em cũng không bán cho những cái đôi loa như thế này, bởi vì nó rất là phức tạp. Khi bán cho các bác về các bác không biết dùng, không thể dùng được, các bác lại đổ cho chúng em là lừa đảo chúng em, là bán cho các bác những cái sản phẩm nó không được như ý của các bác. Em nói chung với mọi người là cái âm thanh nó không bao giờ dừng ở một điểm nào nhất định cả. Hôm nay nó ở vị trí như này, nó ở cái tầm như này nó hay, nhưng ngày mai nó sẽ ra những cái hay hơn, hoặc là chúng ta sẽ tiếp cận được với những cái nó cao cấp hơn, nó hay hơn nữa. Cho nên các bác miễn bình luận về những cái vấn đề đấy ở trên đây các bác nhé. Em vẫn để mình bình luận cho các bác thoải mái. Và có những bác có những cái bình luận nó rất là vô lý và nó thể hiện với cái cách là giống như là kiểu là em không hiểu biết gì mà em hay nói đấy. Thưa các bác là bán sản phẩm gì thì phải nói sản phẩm đó, mà đang nói về cái gì thì chú trọng nói về cái đó, chứ không liên đến những cái khác, không liên đới những cái khác mà không để ý đến những cái vấn đề khác các bác nhé. Hôm nay cái sản phẩm này bán cho bác ở trên Hà Nội là em chỉ có test sản phẩm sống. Và video em nói cái vấn đề này ở đây một chút là nó hơi bị dài dòng, bởi vì là có nhiều những bác sử dụng không đúng mục đích. Các bác nghĩ rằng là các bác chơi âm thanh rất là lâu năm rồi, các bác rất dày dặn kinh nghiệm rồi. Các bác bảo là cứ gửi về đây cho tôi, ok, tôi test ok thì tôi gửi tiền. Cái việc đấy em cũng làm được các bác nhé. Thế nhưng ví dụ như bác về bác có một âm ly 203 thôi,
Các bác nhìn vào cái con loa này, công suất của nó là có 200W thôi. Các bác mang con âm đi 203 ra bảo công suất của tôi 400W mà đánh đôi loa của ông không lên được. Ông bán cho tôi đôi loa như nọ như cái chai các bác nhé. Đấy là cái, đấy là đủ là biết là chưa hiểu biết rồi. Bởi vì các bác chỉ cần nhìn vào cái âm ly của các bác là 500W, nhưng các bác nhìn thấy đôi loa của em có 200W thôi mà về các bác đánh không được. Đấy là các bác chưa thể hiểu được các bác nhá. Chưa thể hiểu được, đấy là em nói chung thôi, chứ không phải một riêng một mình ai đâu các bác nhá. Vì rất nhiều bác đi tìm những cái âm ly về đánh những cái đôi loa rất là bình thường thôi, vài chục watt, nhưng các bác mua con âm ly hàng trăm watt, hàng vài trăm watt về đánh không được. Đấy, các bác phải lưu ý nhá, những cái vấn đề này nhá. Nếu như các bác hiểu được hết thì các bác đã là kỹ sư rồi. Mà là kỹ sư rồi các bác không bao giờ phải đi mua nữa, các bác tự sản xuất ra các bác dùng được đó nhá. Đấy là nói nhanh. Và bây giờ em xin mời các bác cùng xem có đúng không. Đây là chiếc dây. Đấy, hai đôi dây này. Đấy, em đưa vào đây mà đưa lên đây, đúng cái rắc 6 ly này các bác này. Đấy, mỗi rắc một loa. Đấy, chuẩn cái dây này luôn. Và chất âm là chất âm mộc các bác nhá. Đấy, không có qua một cái xử lý gì. Bây giờ em lại mời các bác cùng nghe. Và em sẽ mở lại đoạn nhạc này cho các bác nghe nhé. Không đánh giá chất âm hay hay không hay ở đây các bác nhé. Đấy, chỉ cần biết đôi loa kia nó rất là hay, thế là được. Và các bác nào các bác hiểu về loa, các bác nhìn cái nội thất của nó em mở rồi thì các bác biết ngay. Mà cái người ta chốt cái đôi loa này rồi, người ta chỉ cần biết đôi loa này của người ta chốt đúng mục đích. Còn các bác không đánh giá, khi các bác đánh giá sai thì các bác về các bác cũng không bao giờ dùng được. Bây giờ em xin mời các bác cùng nghe. Như vậy là các bác đã đủ nghe được đôi loa rồi. Và cái giải gì thì các bác nghe bằng tai các bác đã biết rồi. Đây là đánh mộc thì các bác đẩy cục đẩy ra các bác nhé, không qua lọc gì cả. Cái giải người ta nghe bằng tai thì người ta biết là đôi loa này sẽ thể hiện được cái giải gì rồi các bác nhé. Còn đấy là các bác còn tham khảo, các bác còn ghép vào, còn chi tiết lâng lên nén xuống qua những lọc, qua những quai, qua những cốt, qua những nhiều những thiết bị xử lý khác nữa mà các bác đánh với súp nữa. Đôi loa này thì thể hiện lời là tốt các bác nhé, không có bát. Đấy, không phải là không có bát mà bát, tiếng bát của nó rất là ít. Đấy, nó không có lỗ thông hơi và nó là loa kín, cho nên là nó cái tiếng lời tiếng bát của nó rất lợi và tiếng chép tiếng chung của nó rất là hay các bác nhé. Vâng, video này thì em gửi tới bác các khách hàng ở Hà Nội để biết đôi loa của mình, và em xin trân trọng cảm ơn các bác. Xin chào tạm biệt các bác và mời các bác đăng ký kênh để chuẩn bị theo dõi những cái đôi loa bây giờ em sẽ test và em sẽ nói chi tiết hơn một chút nữa, và có những cái video kỹ thuật để em chia sẻ cùng các bác. Và bây giờ em xin chào tạm biệt các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video sau. Xin chân thành cảm ơn các bác đã dành thời gian cho kênh Hùng Review Chí Linh Hải Dương. Xin trân trọng cảm ơn các bác và chào tạm biệt.